365 ngày khắc kỷ. Ngày 25 tháng 2. Tro bụi của những điều huyễn hoặc. Hãy lập danh sách những con người luôn bừng bừng tức giận và phẫn uất về một điều gì đó. Kể cả những người nổi tiếng vì thành công, vì bất hạnh, vì hành động xấu xa hoặc vì bất kỳ đặc điểm nào khác. Sau đó, hãy tự hỏi bản thân, kết cục của những người ấy là gì? Tất cả chỉ còn là tro bụi khi điều huyễn hoặc lại cố trở thành huyền thoại. Trích Suy tưởng của Marcus Aurelius. Trong các bài viết của Marcus Aurelius, ông liên tục chỉ ra rằng các hoàng đế trước ông gần như không còn được ai nhớ tới chỉ trong vài năm sau khi thoái vị. Đối với ông, đây là một lời nhắc nhở. Đó là dù ông có chinh phạt được nhiều vùng đất đến đâu, dù ông đã áp đặt ý chí của mình lên thế giới như thế nào, thì những điều ấy cũng chỉ giống như xây lâu đài trên cát, sẽ sớm bị xóa sổ bởi những cơn gió thời gian. Điều này cũng đúng với những người bị đẩy lên đỉnh cao của sự căm ghét, tức giận, ám ảnh hoặc chạy theo chủ nghĩa hoàn hảo. Marcus thường chỉ ra rằng Alexander Đại Đế, một trong những đế vương tham vọng nhất từ trước đến nay, đã bị chôn cất cùng với mảnh đất, với người đánh xe la cho ngài. Cuối cùng, tất cả chúng ta đều sẽ qua đời và dần bị lãng quên. Chúng ta nên tận hưởng khoảng thời gian ngắn ngủi mà ta có trên trái đất. Đừng biến mình trở thành nô lệ cho những cảm xúc khiến ta bất mãn.